Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục thể thao 24/7. Chiều nay thì những trận đấu cuối cùng của vòng 3 giải ngoại hạng Eximbank đã diễn ra. Trước khi nghỉ Tết, người ta thường muốn một chiến thắng để làm quà. Vậy mà hai trận đấu chiều nay thì ngược lại, không ai muốn một món quà trọn vẹn. Đúng như những dự đoán ban đầu, cuộc chạm trán trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội TNT đã diễn ra căng thẳng và kịch tính. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ ở đầu trận, đội chủ nhà đã có được bàn thắng ở phút 25. Pha dứt điểm đẳng cấp của Hector đã không cho Hồng Sơn một cơ hội để cản phá. Tuy nhiên, chỉ đúng 9 phút sau, tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, tiền đạo Samson đã quân bình tỷ số cho các vị khách. Sau giờ nghỉ, sức nóng của trận đấu còn được đẩy lên cao hơn với những tình huống vào bóng ác ý mang tính triệt hạ đối thủ của hai đội. Kết quả là việc trung vệ Huy Hoàng phải nhập viện, còn Duy Nam bên phía Hà Nội TNT phải nhận thẻ vàng thứ hai trên sân. Lợi thế hơn người ngay lập tức được Sông Lam Nghệ An cụ thể hóa bằng màn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công của PP. Tưởng chừng chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà thì vào đúng phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết đã đánh đầu ấn định tỷ số 2-2 cho Hà Nội TNT. Trận đấu trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Đồng Tháp cũng diễn ra hấp dẫn và kịch tính không kém. Lối chơi hợp lý đã giúp các vị khách là những người vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Felix. Tuy nhiên, những lượt không biết mệt mỏi trong hiệp 2 đã giành lại một điểm cho Hải Phòng và Kevin Brian là người mang về điều đó cho đội bóng đất cảng. Trận hòa trên sân Vinh đã đưa Hà Nội TNT xuống vị trí thứ hai, trong khi SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với hiệu số bàn thắng hơn Hà Nội TNT. Trong khi đó, với trận hòa 1-1 trên sân Lạch Tray thì cả Đồng Tháp và Hải Phòng không cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng khi lần lượt xếp ở vị trí thứ 12 và 13.